Giới thiệu với các anh, đây là FPT Playbox S. Thì hôm nay sẽ demo cho các anh xem một số ngữ cảnh nhà thông minh mà team đã triển khai trong thời gian vừa qua. Trước hết là ngữ cảnh khi mà buổi tối đi về nhà, mở cửa thì lập tức cái khu vực đèn khu vực cửa ra vào sẽ sáng lên, và khi cửa đóng lại thì tự động khoảng 30 giây sau thì đèn nó sẽ tắt đi. Ok Google, mở rèm trắng. Tôi hiểu rồi, đang mở rèm trắng. Ok Google, mở quạt trần. Chắc chắn rồi, đang mở quạt trần. Đây là đo sensor, nên đo sensor đã tự động tắt đèn cửa ra vào sau 30 giây. Bây giờ khi mà chúng tôi đi vào cái hành lang thì tự động đèn hành lang sẽ sáng lên. Hoặc là đi vào toilet thì toilet sẽ mở đèn. Và cũng tương tự, nếu mà không có người di chuyển ở trong các khu vực có cảm biến chuyển động thì tự động thiết bị sẽ tắt hệ thống đèn sau 30 giây không sử dụng. Hệ thống còn cho phép điều khiển nhiều thiết bị cùng một lúc. Ví dụ, ok Google, mở mọi rèm cửa. Được chứ, đang mở 4 rèm. Ok Google, tắt đèn bàn ăn và quạt trần. Hệ thống còn có thể cho phép thiết lập các cái công tắc cảnh không dây. Ở đây thì có hai ngữ cảnh, đấy là bật đèn bếp 1 và đèn bếp 2. Thì cái này giúp cho việc là thiết lập cái đèn ở ngay đầu giường một cách dễ dàng mà không cần đi dây. Thì một phần rất là thú vị ở trên ứng dụng này, đấy là tính năng lập lịch. Thì ở đây theo như các cái múi giờ thì chúng ta có thể tự động tắt bật các thiết bị trong gia đình. Ví dụ cụ thể ở đây là có 12 giờ đêm, thiết bị sẽ tắt tất cả các đèn, đồng thời đóng một số rèm cửa trong gia đình. 6 giờ sáng thì bật một số đèn lên và mở một số đèn rèm ra. Tới 7 giờ 20 khi mà đã ra khỏi nhà thì gần như là các thiết bị lại tắt. Toàn bộ đèn trong nhà vẫn được tắt đi. Tắt tivi. Tôi hiểu rồi, đang tắt FPT Playbox SD.